Trung tâm cây giống Tam Đảo xin chào bà con. Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục quay trở lại để chúng ta thảo luận và giới thiệu phân biệt cho bà con thêm những cái dòng giống cây lâm nghiệp tốt hơn. Đó. Thì video trước chúng tôi đã phân biệt cho bà con về cái dòng gù hương tốt nhất và chúng tôi đã giải đáp về cái gù hương đang bị đồn thổi là gù hương Trung Quốc hay còn gọi là cây xá trị Trung Quốc và cây gù hương Việt. Ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu cho bà con về cái mô hình chúng tôi đang nghiên cứu kết hợp giữa trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội và giữa trung tâm cây giống Tam Đảo. Và trong thời gian vừa qua chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi của chúng tôi của khách hàng thắc mắc về cây gù hương. Thì ngày hôm nay chúng tôi lại có thời gian để tiếp tục làm video để phân tích cho bà con thêm những cái thông tin mới nhất, đặc biệt là về cái cây lâm nghiệp, cái cây gù hương xá trị, một trong những cái cây đem lại cái hiệu quả kinh tế cao và có cái giá trị rất nhiều. Đó. Thì bà con cũng biết là được trung tâm cây giống Tam Đảo của chúng tôi, thì chúng tôi xin phép được giới thiệu cho bà con là chúng tôi thành lập từ những năm 2008 cho đến nay. Và chúng tôi đã nhận được rất nhiều các dự án trồng cây lâm nghiệp cũng như là cây dược liệu từ cho nhà nước cho đến các doanh nghiệp hỗ trợ bà con nông dân. Thì rất vinh dự cho đơn vị trung tâm cây giống Tam Đảo. Thì những cái năm 2015 thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã về trung tâm cây giống Tam Đảo để tham quan cái mô hình nhân giống và phát triển cây giống lâm nghiệp cũng như là cây dược liệu. Ngoài ra có các Bộ trưởng Bộ Y tế và giáo sư Lân Hùng cũng đã về đây để tham quan cái khu vườn dược liệu của chúng tôi để đánh giá được là cái trung tâm của chúng tôi hiện nay đang là những cái trung tâm phát triển cây giống rất là tốt và cây phát triển rất là mạnh mẽ. Động viên trung tâm cây giống là nhân giống phát triển rộng rãi và truyền đến bà con những cái giống cây tốt và những cái nguồn gen cây giống tốt thì chúng ta trồng thì giúp bà con, thì bà con có thể thu được những cái sản lượng lông sản, lâm sản đến từ những cái cây trồng từ trung tâm cây giống Tam Đảo. Thì hôm nay chúng tôi lại tiếp tục làm một cái video nữa để giới thiệu cho bà con về cái dòng gù hương hiện nay chúng tôi đang thí nghiệm rất nhiều. Chúng tôi đã thí nghiệm thành công gieo hạt bởi vì cái cây gù hương chúng tôi đã nhận được cái thông tin là như này. Có một cái nhà vườn ở chúng tôi cũng không biết ở đâu, cũng không chính thống thế nhưng mà đã tuyên bố là cái gù hương của Trung Quốc, tức là đang ám chỉ gù hương Việt Nam của chúng ta. Cái đây là bởi vì là rất nhiều người đã bị nhầm lẫn gọi đây là cái cây gù hương của Trung Quốc. Những thực chất ở tại Việt Nam chúng tôi cũng có. Chúng ta cũng có tại vườn quốc gia Tam Đảo đang bảo tồn rất nhiều những cây này và đây là những nguồn gen rất quý và đang muốn phát triển rộng rãi ra để bảo tồn được phát triển những nguồn gen này. Đó. Thì cái hạt này gieo có khó không? Thì cái hạt của cái cây gù hương xá xị Tam Đảo hay là cái cây mà rất nhiều người đang bị nhầm lẫn là đồn thổi là cây Trung Quốc này, cái hạt gieo cực kỳ khó. Và chúng tôi nghiên cứu cho đến nay thì trồng gieo hạt thì nó mới lẩy tỷ lệ lẩy mầm đã đạt được 90%, 99% rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên trong cái thời gian trước là cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đấy, nhưng mà cái gù hương của Việt Nam ấy, hạt rất là to, gù Silamalum balansae hay còn gọi là gù hương Yên Bái. Lá không có phân trắng ở dưới, lá xanh, lá không thơm. Chúng ta trồng cái cây đấy, hạt gieo cực kỳ dễ, thậm chí hạt tự rơi xuống đất là nó cũng có thể lẩy mầm được. Bà con chúng ta phải phân biệt được như thế. Chúng tôi xin xác minh lại cho bà con để chúng ta nắm bắt được về cái dòng gù hương nào là mới là những cái dòng gù hương tốt và nó chất lượng cao. Cái hạt giống này cũng phải được lựa chọn từ những cây hơn 15 tuổi. Những cây nó chứa cái lượng, ở trong cái hạt nó chứa cái lượng tinh dầu khá thấp. Chúng tôi mới lựa những cái hạt đó và chúng tôi gieo hạt. Những cái hạt mà non quá chúng ta gieo tỷ lệ lẻ mầm nó vẫn cao nhưng sau này cái cây nó phát triển sẽ không tốt. Thế bà con chúng ta lưu ý ở cái chỗ đó. Và đặc biệt hơn nữa là cái cây gù hương này chúng tôi đã kết hợp với trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội và chúng tôi đang nghiên cứu và chúng ta trồng dâm mạt dâm hom ạ, thì chúng tôi đang nghiên cứu 7 năm nay chúng tôi vẫn chưa đưa ra cái luận để đạt được cái tỷ lệ lẻ mầm 100% giúp cho bà con được. Thế chúng tôi vẫn khuyến khích bà con chúng ta trồng những cái cây gọi là gieo hạt, cây thực sinh. Còn cây dâm hom chúng tôi vẫn đang nghiên cứu. Đó. Và bà con cần phải được biết được những cái thông tin này để chúng ta nhận định được rằng đây mới là cái cây gù hương. Cái cây gù hương đem lại cái giá trị cao và cái cây gù hương nó phát triển kinh tế tốt. Chứ không phải là những cái dòng gù hương các thương lái họ đã tung tin làm bà con chúng ta hoang mang và chúng ta trồng những cái cây nó kém chất lượng. Đó. Thì bởi vì cái cây này ở tại Việt Nam chúng tôi nhấn mạnh là một lần nữa là tại Việt Nam chúng ta cũng có. Và cái cây này đang phát triển rất tốt tại vườn quốc gia Tam Đảo và được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Bà con chúng ta trồng thì chúng ta cần phải lưu ý được là chúng ta mua đúng giống, đúng tại các trung tâm uy tín lớn. Có đội ngũ chuyên gia hỗ trợ cho bà con về cái kỹ thuật trồng cũng như là cái chuẩn cái nguồn gốc xuất xứ. Bà con nhìn ở đây chúng tôi hiện nay tại trung tâm cây giống Tam Đảo cũng đang có các chuyên gia và các đội ngũ kỹ sư lâm nghiệp
đang nhân giống và gieo giống phát triển rất nhiều các cây giống củ hương để phục vụ cho bà con từ trong dự án cho đến chúng ta trồng phát triển lâm nghiệp tại gia đình. Thì bà con có nhu cầu mua cái cây giống của chúng tôi thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình, hoặc ấn vào Zalo, số điện thoại vào Zalo để chúng ta trao đổi qua với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi, giúp ích cho bà con về cái kỹ thuật trồng, cái cách trồng, chăm sóc, chúng ta trồng như nào để đảm bảo sau này chúng ta cắt tỉa như nào để sau này nó phát triển tốt và chúng ta thu lại cái sản lượng lâm nghiệp nó cao. Đó. Trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi nhận được khá nhiều những bài báo viết sai, thế nhưng mà chúng tôi cũng chỉ biết là chúng tôi truyền đạt lại cho bà con qua những cái màn ảnh video như này để chúng ta nhận định được tốt những cái thông tin tốt về những cây lâm nghiệp để chúng ta không bị nhìn nhận sai do các cái nhà vườn không uy tín. Đó. Thì chúng tôi cũng có nhận được cái thông tin là mua cây củ hương xong lại không biết là cái người bán ở đâu. Thì chúng tôi tại trung tâm cây giống Tam Đảo, nằm ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Đấy. Xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Thì bà con có thể trực tiếp đến tại trung tâm để chúng ta trao đổi về cái cây giống củ hương hoặc là tất cả những cây lâm nghiệp. Chúng tôi luôn luôn có đội ngũ chuyên gia hàng đầu. Và chúng tôi cũng đã có những chuyên gia của chúng tôi đã lên VTV và hướng dẫn bà con rất nhiều về cái kỹ thuật trồng cây. Để một lần nữa xin mời bà con liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới màn hình để chúng ta trao đổi về cái cây giống cũng như là để được cung cấp hỗ trợ bán cây giống cho bà con những cái giống cây củ hương tốt nhất. Và tại Việt Nam thì chúng tôi xin khẳng định với bà con một lần nữa là tất cả các tỉnh thành khác hầu như là không có cây củ hương này lớn, và chỉ tại vườn quốc gia Tam Đảo của chúng tôi đang hồi sinh và đang được bảo tồn rất nghiêm ngặt. Cây này sau này nó phát triển rất là cao. Rất là cao, cho nên bà con chúng ta trồng thì chúng ta luôn luôn là không phải lo lắng, bởi vì chúng ta đã đi đầu và chúng ta trồng được những cái cây này. Cái đầu ra rất ổn định, thì hiện nay đã cũng có những doanh nghiệp nước ngoài họ đã ký hợp đồng là nấu tinh dầu và chúng sau này sẽ thu mua gỗ. Bà con trồng thì chúng ta cần phải đảm bảo được những vấn đề đó. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo của Trung tâm Cây Giống, Giống Cây Trồng Tam Đảo.